Những tòa lâu đài mang tính biểu tượng trong thế giới rượu vang Pháp từ năm 1867, trong lúc nghiên cứu các thông tin về lịch sử rượu vang của vùng Bordeaux, Lely White đã tình cờ tìm thấy một cuốn sách mang tên Ligic chi Siga cho Mi Quýt la Franc của Jacques-Lise Lobbac mà trong đó ông đã lập hồ sơ tất cả các nhà máy rượu được phân loại của Bordeaux. Hồ sơ này có kèm theo những hình minh họa tuyệt đẹp về lâu đài, được vẽ bởi Jacques-Lise Lallemand. Sau đây là 15 hình ảnh minh họa về các tòa lâu đài mang tính biểu tượng nhằm mang đến các bạn cái nhìn toàn cảnh hơn về rượu vang Bordeaux, một trong những nơi quan trọng nhất trong nền văn hóa rượu vang thế giới. 1. Chateau Lafite-Rothschild. 2. Chateau La Tour. 3. Chateau Margaux. 4. Chateau Haut-Brion. 5. Chateau Mountain-Rothschild. 6. Chateau Côte d'Estonneau. 7. Chateau Duc-du-Buccleuch. 8. Chateau Léoville-Lascaris. 9. Chateau Léoville-Poix-Ferré. 10. Chateau Montrose. 11. Chateau Pi-Trông-Long-du-Comte de la Lande. 12. Chateau Pi-Trông-Long-du-Bazen. 13. Chateau Palmer. 14. Chateau Lynch-Bac. 15. Chateau Pontet-Canet. Follow và thả tim cho Daily Wire Việt Nam để đón nhận những chia sẻ bổ ích về rượu vang nhé.